challenged. Try to hit challenge like Kathy and Connor and Amy, all right? Mọi người buồn ngủ chưa? Hôm nay mình start hơi trễ chút xíu cho nên là giờ có muốn nghe Amy nói chuyện tiếp không? Yeah. Right, okay. It's an important part, all right? Wow. Wow, okay. So, bên cạnh mình bán retail, right? Là hôm năm trước là mình có một cái motive là từ Linh. Chị Linh có lên show mình how to motive. Thì người phụ nữ rất là muốn mình sao mình đẹp một cách instant luôn. Thì hôm nay mọi người thấy mình có different không? Very different, right? Hồi sáng chạy về đây là mình so different luôn. Thì nhờ cô partner, cô rất là khéo tay và cô làm tóc cho Amy thì cô là motive later. Thank you Linda very much. Right. Thì để Amy nói chuyện tiếp về cái bất cứ một cái business nào cũng vậy, mình làm thì mình làm sao để mình có thể build cái team mình, đó là rất là quan trọng. Trong vòng một năm rưỡi, tại sao mà Amy có thể build cái người Việt rất là nhanh? Amy có thể build một cái team khác bằng English, nhưng mà tại sao Amy focus vào để mà Amy translate, để mà Amy build cái team người Việt Nam của mình? Tại vì cái lòng của Amy muốn người Việt Nam mình rất là empty market, mà mình muốn người Việt Nam mình cũng giống như những người Hoa mà đứng tên stage như vậy. Amy, đó là cái dream của Amy. Mọi người có muốn như vậy không? Hey, ok, good. Thì Amy cũng very true believe là Amy rất là tin tưởng về Market America. Nếu mà anh chị ở trong này ngày hôm nay, sẽ trong vòng 5 năm tới mình sẽ là director. Amy hope như vậy, right? Yeah. Thank you, alright. The next one thì mọi người cũng biết Amy từ cái background của Amy cũng lúc nãy Amy đã share rồi. Thì Amy rất là thank you Market America cho Amy một cái cơ hội để mà không có một cái business nào Amy đã từng tìm hiểu multi-layer system, pyramid system. Nhưng mà Market America là một cái system nó rất là hoàn hảo. Mà mình làm có nghĩa là mình gọi là equal. Mình giúp cho rất là nhiều người cùng mình có thể thành công. Mình hết người khác mà mình thành công thì tại sao mình không làm? Và cái đó là Amber Dân và Michael là một cái người là gọi là idol của Amy. Và cái đó là sponsor của Amy là Che Láng. Và quan trọng nhất là Amy Việt, tại vì Amy create ra là Amy Việt Team. Bất cứ một người nào mà lên Facebook của Amy thì sẽ thấy được là Amy Việt Team. Tất cả những cái hình là do partner của Amy là anh Nghĩa, là duplicate của Amy luôn. Bỏ tất cả những cái hình, cái hình nó rất là quan trọng, mà Amy đã recruiting trên Facebook rất là nhiều. Tại vì những người mà lên Facebook hỏi của cái hình đó là cái gì vậy, mình không cần recruiting họ, họ có thể gọi mình. Tại vì thấy, ủa em làm cái gì vậy, nói muốn hiểu biết hết. Tới nhà Amy, tới cái presentation là từ họ chạy tới thôi. Yeah, cho nên cái hình rất là quan trọng. Take the picture and put on your Facebook rất là quan trọng. Và hôm nay là Amy đã mang những cái người từ Đà Lạt tới là Amy Việt Team. Bên cạnh đó là cái người duplication là anh Thanh và anh Nghĩa. Và một người Amy rất là muốn cảm ơn đó là ông xã của Amy là Daniel, là người rất là ủng hộ cho Amy. Cái đó thì để thành công bạn cần phải tìm một cái gì đó để làm một cái mục tiêu cho mình. Nếu mình không có mục tiêu, mình không biết mình đi gì đâu. You know what you want. Mình phải định hướng được mình cần cái gì và mình muốn cái gì. Đó là cái rất là quan trọng. Đó là cái gì thì Amy sẽ để cho mình, khích lệ mình. Đó là cái gì? Đó là cái sứ mệnh của mình. Cái sứ mệnh là cái gì? Cái này là Amy tự create ra. Thì khi mà Amy bước vào Market America, cái sứ mệnh của Amy rất là quan trọng là sức khỏe, hy vọng và hồi phục. Thì Amy cho ba chữ S bằng tiếng Anh đó, gọi là Health, Hope and Healing. Thì mọi người nhớ cho Amy ba chữ S là cái gì? Health. Đó là ba chữ Amy từ create. Cái này là Amy học từ một người master của Amy. Thì đây là cái sứ mệnh không phải cho cái Market America không, mà cho cả cái cuộc sống của mình. Từ những lúc mà mình gọi là attitude ấy, mình sống không phải mình make money không, mà mình phải mang cái health tới cho người khác, là cái sức khỏe tới cho người khác. Và mang cái hy vọng, ai cũng có một cái hy vọng hết. Nhiều người, người ta làm rất là khó, rất là khổ, cái hy vọng sẽ đem lại cho họ cái sự thành công. Mình hy vọng là cái gì? Hy vọng cho người ta có better life, better health. Còn cái healing là cái gì? Healing về cái sức khỏe và healing về cái financial. Đó là cái ba cái chữ S mình muốn nói.
Thì trước hết là bạn phải làm gì để cho mình, chính bản thân mình và nhóm của mình có thể phát triển. Em ấy có ghi tiếng Anh ở dưới, em ấy tự dịch, em ấy tự create, em ấy dịch xuống dưới luôn. Thì ai mà không biết tiếng Việt thì mình có thể đọc tiếng Anh ở dưới. Thì tất cả cái gì cũng vậy, một build một cái nhà thì cũng phải có bắt đầu đấy. Bất cứ một cái gì mình phải bắt đầu từ mình. Thì mình làm phải làm sao chính bản thân mình phải là một người lãnh đạo, một người mà có thể gọi là làm gương cho người khác. Nếu mà mình không biết gì hết, mình không làm gương cho người khác thì mình có thể làm sao mình lead cái team của mình được. Cho nên bất cứ một cái gì cũng vậy, mình cố gắng mình duplicate, nghĩa là mình phải làm những cái điều mà positive, làm giống như là mình gương cho team của mình. Thì bên cạnh đó là mình phải, không phải mình là engineering, không phải là mình background, mình bất cứ một cái background nào, mình khi mình turn vô Market Mega, mình turn to zero. Mình đừng có nghĩ, tôi là traditional business, tôi là engineering, tôi không nghe những người giống như không biết tiếng Anh, không biết computer. No, giống như chị An, em thank you chị An rất là nhiều, là senior partner của em từ Dallas, no English, no computer. Right now, CMAC là bao 10.000 đến 15.000 một tháng trong vòng 4 năm. Thì tại sao? Đó là cái idol của em tại Dallas luôn. Một người không biết tiếng Anh, không biết computer, họ có thể làm, tại sao mình không làm được? Cho nên em rất là cái đó là một cái mà có thể thúc đẩy em. Và cái đó là mình luôn luôn tích cực, là always positive, đừng bao giờ nói negative. Tại sao team của em lúc nào cũng, khi mà người ta họ nói negative cái á, là em cho họ cái positive liền. Cho nên mình phải là người đầu tiên always positive. Mình phải biết mình muốn cái gì. Có người, cũng có một người bạn hỏi em, trời, tôi làm engineering, bây giờ tôi bị mất job rồi, bây giờ tôi phải đi tìm cái engineering job, tại sao phải như vậy? Thì giống như em cũng nói với team của em là kỹ sư, em là traditional business, ông xã em cũng là kỹ sư, mà full time trong này, nếu mà chết thì em chết trước. Cho nên đừng có lo, em còn hai đứa con phải nuôi nữa, cho nên mình phải biết mình muốn cái gì, mình phải làm cho họ thấy cái gương, họ đi theo mình. Và cái đó là mình luôn luôn tiếp tục học, nghĩa là mình tiếp tục continue để mình học hỏi. Hỏi từ đâu, học hỏi từ đâu, từ convention to convention. Cái đó là mọi người hỏi ticket to ticket, buy ticket and sell ticket. Trong này có ai đã mua ticket rồi? Yeah. Yes, ok, that's good. Bây giờ có mua cũng không phải là trễ, mình lên online mình có thể mua được, right? Cho nên mình đã commitment, just buy the ticket. And when you have the ticket on hand, mình có thể sell ticket. Nhưng mà mình đừng có nói sell thì nó hơi có vẻ như là mình business quá rồi đấy. Mình share. Thì cái key của ticket là cái chìa khóa để mở cái tương lai cho người khác. Đấy. Cái tiếp đó là mình có sự say mê. Bất cứ một làm một cái gì vậy, nếu mình không say mê thì mình sẽ rất là dễ thất bại. Chính bản thân Amy anh ấy rất là đam mê. Đam mê từ nutrition. À, hồi xưa thì không có thích mô điệp lắm, nhưng mà giờ cũng bắt đầu học mô điệp rồi. Tại mình thích làm đẹp mà, right? Phụ nữ ai cũng thích làm đẹp hết. Cho nên cái sự say mê rất là quan trọng. Mình phải đam mê trong cái công việc mình làm. Mình bỏ trái tim của mình trong cái công việc, và công việc trong trái tim của mình, thì mình sẽ thành công. Và cái đó nữa, không ngoại trừ bất cứ một cái chuyện gì vậy, lòng thương, lòng từ bi của mình là compassion rất là quan trọng. Đối với Amy không biết như thế nào, nhưng mà đối với team của Amy rất là requirement. Mình phải có một cái trái tim rất là rộng lớn thì mình mới làm cái business này được. Tại vì mình deal rất là nhiều người, người này tính này, người kia tính kia. Mình làm sao? Mình phải có một cái trái tim mình mở ra để mình chấp nhận những cái gì mà họ không ai hoàn hảo hết. Người ta có, Mỹ có nói câu no one is perfect, that's why the pencil needs a razor, right? Mình nghĩa là mình không có ai hoàn hảo hết, cho nên mình cần cái cây bút chì đó, nó phải cần cái để mà mình gọt đi, đúng không? Cho nên em always I want bút chì, right? Còn cái sự uy tín nữa, mình phải có cái uy tín với người khác. Rất là mình phải, mình làm sao mà để người khác trust mình. Cái trust rất là quan trọng. Và cái đó là sự hài hòa. Hài hòa là như thế nào? Lúc nào thấy em hay không? Cũng cười hết. Always I'm smiling, ha? Cho nên mình phải hài hòa như người này, hài hòa như người kia. Đó là cái key build được cái relationship. Chứ còn vô đây mà thật sự anh chị em nhiều khi mình chưa có làm Market America đó, mình nổ quạo lắm. Nhưng mà khi vô trong này rồi, cái attitude của mình change a lot. Mình change rất là nhiều. Thì tại sao mình vô đây mình vừa make money, mình vừa happy, mình vừa được
học hỏi những cái mình có thể cho người khác và cho con của mình nữa. Rồi cái sự, cái đó là cái sự hy sinh. Sự hy sinh thì em muốn chia sẻ chút xíu. Em có hai đứa con, một đứa 8 tuổi, một đứa 4 tuổi. Và hôm nay là coi như là một năm rưỡi thì em ba cái convention. Bất cứ một cái convention nào, em cũng tìm cách làm sao phải có người đưa đón con của em đến trường và bác để em dẫn ông xã của em đi. Không bao giờ miss bất cứ một cái convention nào hết. Mình phải có một cái sự hy sinh. À, trời ơi, tôi bằng cái này rồi. Cái business của mình phải bỏ lên cái hàng đầu thì mình mới thành công được. Bất cứ cái gì cũng vậy, đâu có dễ, đâu có chuyện gì dễ dàng đến với mình đâu đấy. Mình phải có một cái sự hy sinh thì mình mới thành công. Và cái đó là cái sự biết ơn và cảm kích. Cái này rất là quan trọng cho, không phải là cho cái business không, mà cho cái cuộc đời của mình. Là như thế nào, mỗi ngày khi mình ngủ dậy cái là mình phải làm cái appreciation, là cảm ơn. Thứ nhất là mình cảm ơn cha mẹ mình, cảm ơn những người xung quanh. Khi mình biết cảm ơn, người ta nói là ngày nào bạn còn biết cảm ơn, ngày đó mình còn sẽ hạnh phúc. Cho nên muốn biết mình hạnh phúc hay không, mình always biết cảm ơn người khác. Nhất là cảm ơn người đem mình vô, cảm ơn team của mình, cảm ơn những người xung quanh mình. Everything, mình phải nhìn cái đẹp của người khác để mình sống. Đó là cái rất là quan trọng cuộc đời của mình. Mình muốn mình đẹp, mình nhìn cô nào, ôi trời ơi, cô xấu quá, chính bản thân mình xấu, right? Cho nên mình phải nhìn everybody beautiful thì mình mới là beautiful. Nghĩa là thế giới là cái mirror của mình, reflect lại. Cái đó nữa là mình tự động viên chính của mình. Nghĩa là mình nhiều lúc là thật sự chính bản thân em nhiều lúc cũng bị cảm thấy chán lắm. Tại vì mình nhiều chuyện nó đến với mình lắm, nhưng mà mình let it go. Đừng có để bất cứ một cái đốt nào á, nó làm cho mình phải stop cái business này. Thật sự như vậy, nhiều lúc ngồi nói thiệt nghe, nếu mà em vừa có nói với em một câu, nếu mà em người nào mà thành công trong mắt America đó, mình chưa có khóc á, là mình chưa có thành công. Alright, có ai khóc chưa? Good. Là nửa, nếu mà mình khóc á, là mình nửa đoạn đường để mình đến thành công rồi. Em đã từng khóc rồi, ok, là mình đã hit there. Đàn ông á, người ta nói đàn ông khó là khóc, nhưng mà mình đi uống bia chơi, release, right? Ok. Rồi cái challenge yourself, cái sự challenge là sự thử thách của mình. Chính bản thân của mình phải có một cái challenge. Em rất là thích challenge, không phải về business không, mà về cả cuộc sống nữa. Làm cái gì mà em mà cảm thấy mình muốn làm một cái là cái mindset của mình rất, cái universe nó rất là quan trọng. Khi mà mình set I get there, mình focus tới nó là mình sẽ đi đến đó. Cho nên mình always, em khuyên tất cả mọi người trong này, mình phải set cái mind. Oh no, I don't know I can successful in this business or not. Mình không biết mình có thành công hay không. No, you have to say I'm there. Sớm muộn mình phải there. Alright, say it. I will be there on the top, right? Okay, good. Rồi cái commitment nữa, mình phải ôm, mình phải cam kết mình sẽ thành công. Cái đó là cái quan trọng của cái young generation, là cái quản lý cái thời gian và cái tiền bạc của mình. Nhiều người trẻ đó, khi mình vô đó, mình cảm thấy mình không có tiền để mình chơi. Của cái transfer ban nó về nữa, trời ơi, tôi không biết làm sao để tôi trả tiền đây. Mad retail, cái product á, mình phải học cái product để mà mình share với họ, để mình make được cái money. Thì muốn cái cách nào á, thì em sẽ nói sao, thì tất cả những người leader có thể share cho mình làm sao mình có thể retail để mình có được cái transfer bar. Thật sự cái transfer bar đó mình cần phải test product á. Chị bán retail lúc nãy nói á, cái khao xong nó rất là quan trọng. Tại sao người nào trên 40 rồi mình cũng bị đau chân? Tại vì mình thiếu khao xong mà mình không có biết. Everybody in here need to be take khao. Cái đó là cái sự focus thì em muốn chia sẻ cái sự tập trung. Thì trong team của em cũng hầu như tất cả mọi người đang làm marketing mega, mình lại looking for cái multi-layer marketing là MLM á. Thì mình phải biết phân biệt giữa cái MLM và những cái marketing khác. Giống như Nu Skin, Amway, rồi E-Cosway. Mình phải hoàn toàn, mình muốn thắng địch á, thì mình phải biết địch nó như thế nào. Right? Cho nên mình muốn biết họ, mình phải... Don't let out right now, okay? Whatever. Nghĩ sao được. Mọi người buồn ngủ quá cho nên nói tiếu cho bà con tỉnh giấc thôi. Rồi thì mình phải tập trung focus rất là quan trọng. Mình phải focus tới cái business. Đừng bao giờ nghĩ ô tôi làm cái này, tôi làm thêm cái kia để tôi make instant money. New skin, make instant money.
Cho nên á, never do that. Mình focus một cái mình sẽ tới đích. Và cái mà quan trọng nữa là mình phải biết nhìn xa, trong rộng. Biết bao nhiêu người vô đây á, là mình business này mình tới 2 đến 3 năm chứ không phải 3 tháng, 1 năm hay là 5 rưỡi. Mình phải make a goal cho mình 3 năm, nếu mà mình fail trong vòng 8 đến 15 tiếng một tuần mà mình fail á, thì lúc đó mới nói. Cho nên mình phải consistent để mình tiếp tục mình làm. Liên tục là consistent, liên tục và kiên trì là consistent and persistent để mình làm cái công việc này. Đó là cái gọi là cái personal của mình. Tất cả bất cứ một cái gì mình cũng phải bắt đầu từ mình. Cái đó là mình phải làm như thế nào để cho team của mình grow. Thì cái này, cái kinh nghiệm của Amy, thì mình tạo cho cái team của mình có một cái môi trường. Thì thật sự cái môi trường là cái gì? À, Amy thì thích party lắm, người Việt Nam của mình thật sự như vậy. Mình build cái người community, người Việt Nam mình phải biết họ muốn cái gì thì mình cho họ cái nấy. Thì Amy muốn chia sẻ chút xíu. Và chỗ MC sáng nay nói á, what she say, what people need karaoke, just do karaoke. If people want party, just do party. If people want dance, just dance. Okay. So Amy biết hát karaoke, Amy mời tới karaoke. Muốn nhảy, Amy teach cho họ how to dance. International dance, Vietnamese dance, I can do it too. So mình phải biết tất cả những gì. Có nhiều người nói, ồ trời, vô mấy cái club dance nó đâu có recruiting được đâu. We can. Ok? Tại vì họ muốn stress. Đôi khi người ta vô đó, người ta really cái stress. Cho nên anh chị em nào mà biết dance mà thích đi nhà đầm á, no problem, alright? Ok, và hãy... Yeah, last night we go and dance already. Hãy tạo ra sự vui vẻ trong cái nhóm, là tối nay mình after meeting á, mình go there, right, and dance, alright? Ok, good. Hãy tạo cho mình, hãy tạo ra cái sự vui vẻ trong nhóm là cái gì? Mỗi tháng á, là em có một cái party, gọi là birthday party. Birthday party là cái gì? Tất cả những người trong nhóm mà có cái sinh nhật tháng đó đó, là mình mời tổ chức nhà Amy. Và tất cả đồ ăn là đều vegetarian. Mình phải cho họ biết cái health. Rồi mình chia sẻ những cái product của mình. Thì mình mời tới. Mình mời tới ai có bạn là mời tới hết. Rồi mình chia sẻ thôi. Cho nên á, mình thích cái feature đó, mình bỏ lên Facebook. Cái họ hỏi, ủa, cái party gì mà đông quá vậy? Thì mình mới nói là MA Việt party, birthday party. Con người ai cũng có một cái sự tò mò hết. Khi mà ta tò mò rồi, người ta hỏi mình, mình không cần phải recruiting họ. Cho nên trong nhóm của em rất là nhiều người đã recruiting trên Facebook rất là nhiều. Bên cạnh đó là cái xây dựng cái mối quan hệ, build cái relationship. Cái đó là năm quan trọng, number one. Ai cũng nói là build relationship là gì? Nếu mà mình không, đối với em, cái tình cảm với nhau á, mình có thể làm việc thành công hay không là do cái tình cảm. Cho nên mình một lần nữa mình phải bỏ cái trái tim của mình trong cái công việc của mình. Mình build relationship tất cả những người xung quanh, giống như là anh chị em trong này tất cả đều ở tiểu bang khác nhau, right? Cho nên bây giờ ai cũng biết nhau, đó là một cái relationship rất là quan trọng. MA Việt family, right? All right. Rồi mình phải khích lệ những người trong nhóm như thế nào. Amber sáng nay có nói với Amy á, ngày hôm qua đó có nói với Amy, Amy, you so spoil your team. Amy giống như là spoil là cái gì ta? Cưng chiều team của Amy quá. Nhưng mà thật sự không phải là Amy cưng chiều đâu, nhưng mà Amy muốn tạo cho họ, họ thích cái gì thì Amy tạo cho họ cái đó. Nhưng mà khi mà làm việc á là very stressed. Amy làm việc vui thì vui, nhưng mà làm việc phải ra làm việc. Cho nên là khi mà mình nhậu thì nhậu, nhưng mà chơi thì chơi. Có người họ nói em yêu sư không biết uống bia đâu nha, ăn chay nhưng mà lại uống bia. uống chút xíu thôi, uống cho vui với bạn bè, cho team thôi, chứ thật sự cũng phải là nhậu gì. Nghe chữ nhậu bà con, thật sự người Việt Nam mình thích nhậu lắm. Cho nên uống cho vui lên cơn, có 12 chai. Okay. Còn một cái nữa thì ai cũng nói á, trong cái business này, tại sao khi mình biết một cái gì đó, mình truyền đạt hết cho tất cả những cái gì mình biết, cái knowledge của mình cho người khác, mình không có giấu bất cứ một cái gì hết. Cái đó là cái mà em thích trong cái business này. Tại vì em không có thích mình giấu nghề, hay là mình biết cái gì mà mình không muốn share cho họ. Tại vì cái lòng mình rất là bị hạn hẹp đi.
thì khi mình mở cái lòng mình ra mình bị hạn hẹp lại, cái mình rất là khó chịu. Cho nên bất cứ một cái gì mà ai mà muốn cần Amy, I'm welcome to help. Doesn't matter người Việt, người Hoa, bất cứ gì vậy, cần mình thì mình help họ. Thì mình muốn chia sẻ như vậy là mình không có giấu bất cứ một cái gì hết. Cái đó là cái sự giáo dục và đào tạo là cái gì? Mình UDK và training. Cái training ABC training, mình training, mình WK leader rất là quan trọng. Amy set cái schedule từ thứ hai tới thứ sáu á, là mình có training, thứ bảy là đi party, chủ nhật là đi dance. Mình phải tạo, tại vì khi mà thật sự khi mà Amy đi nhảy và đi học nhảy đó, và đi nhảy dạy lại cho người khác á, là mình quen rất là nhiều người. Mình international dancing á, những giới trẻ người ta rất là thích. Cho nên là mọi người học được cái này chút xíu nha. Amy nói vậy đừng có nói dài bờ nha. Okay. Cái đó là buy ticket, sell ticket, Amber say, whatever you see ticket, just what? Buy. And then when you have a ticket, what you do? Sell it. Buy ticket and sell ticket. Share. Share, okay. Còn một cái nữa là anh Thanh là một người khi mà join á, thì có một cái program là mình set up trong vòng 3 tháng đến 6 tháng. Thì những người nào mà go now, mình phải sign cái commitment. Ok, tôi muốn go now thì mình chỉ cho họ, mình training họ. Phải đi theo cái schedule của mình. Không phải ai cũng go now hết, có người đi làm, có người không có đi làm. Cho nên khi mà ta commitment trong vòng 6 tháng, mình phải thành công. Thì mình put vô cái program đó để mình làm cho họ. Thì thank you anh Thanh rất là nhiều đã vẽ cái program đó ra. Đó là cái chia sẻ của Amy. Và tận dụng leverage. Có những người không biết tiếng Anh, hay là giống như mỗi tuần mình có cái UVP đó, mình leverage những người leader, speaker để mà giúp cho mình. Tất cả những cái đó đều là mình, những người mà nào mình không biết show plan á, giống như anh Phil vừa rồi á, có cái dạng cái show plan á, hầu như ai mình cũng cần biết cái đó hết. Ai mình cũng cần biết cái đó, mình chỉ cần symbol thôi. Còn mình không biết nói, thường thường có hai cái người nào mà càng không biết nói đó, thì người ta recruit đi được nhiều, tại người ta biết leverage. Còn người nào mà ương ương dở dở đó là dễ bị nghĩ ta đây ta biết nhiều lắm. Mình chạy ra mà nói chọc cái người ta bay hết trơn. Cho nên leverage the team, leverage the whole team is very important. Chính bản thân Amy cũng vậy. Khi mà Amy nói nhưng mà Amy vẫn muốn họ tới cái team của mình, họ nhìn thấy cái team của mình. Họ nhìn thấy biết bao nhiêu người, tại sao người ta engineering, ta traditional business mà ta không có làm mà ta làm cái này. Đó là những cái mà mình cần. Phải leverage chính bản thân Amy vẫn còn leverage everybody. Còn thế đó là mình tặng cái event to event, là international convention, local and training tại nhà của mình. Và mình làm việc chung nhóm là teamwork. Chính bản thân mình, một mình không có làm được. Teamwork, teamwork, teamwork. Will whatever teamwork is match your teamwork. So next one, sự thành công rất là đơn giản mà mình nghĩ nó khó nhưng mà rất là đơn giản. Hãy làm những điều đúng, đúng cách, đúng nơi, đúng thời. Thì Market America ngày hôm nay là mình làm đúng và đúng cách và đúng thời là như thế nào? Market America bây giờ nó bắt đầu thôi. Đúng nghĩa là mình đi đúng cái công ty và mình đi right place. Nói tiếng Việt không biết là right place and right company right now for tất cả mọi người ngày hôm nay. Thì cuối cùng em chỉ muốn nhắn nhủ một câu là đừng bao giờ mất đi cái kiên nhẫn của mình. Sự kiên nhẫn mình rất là quan trọng. Đó là chìa khóa cuối cùng để mở tất cả những cánh cửa khác. Thank you. Alright, thời gian bây giờ cũng hết, đáng là recognize. Nhưng mà bây giờ thì mình end now. And thank you, thứ nhất là thank you tất cả mọi người. Mặc dù mệt mỏi nhưng mà vẫn tới ủng hộ Vietnamese community meeting after meeting. Bây giờ mọi người mình hãy đi ra nhảy. Alright, thank you.